chào bạn bạn đang nghe audio chuyên mục các ngành khác trên website mạng y tế vn đau nhức xương khớp dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm đau nhức xương khớp là căn bệnh chủ yếu gặp ở người trung niên cao tuổi những người lao động nặng hoạt động quá mức đau nhức xương khớp là căn bệnh chủ yếu gặp ở người trung niên cao tuổi những người lao động nặng hoạt động quá mức cơn đau không đơn thuần chỉ là do sự thay đổi của thời tiết do ngồi do làm việc sai tư thế mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo những căn bệnh về xương khớp nguy hiểm cần được phát hiện sớm để phòng tránh nguy cơ tàn phế thoái hóa khớp biểu hiện đau nhức xương khớp có thể do nhiều bệnh gây ra nhưng hiện nay thoái hóa khớp là căn bệnh phổ biến nhất bệnh được đặc trưng bởi sự tổn thương sụn khớp và xương dưới sụn để phân biệt đau nhức xương khớp do thoái hóa khớp với những bệnh xương khớp khác thường dựa vào đặc điểm của cơn đau đó là với thoái hóa khớp thì cơn đau thường tăng lên mỗi khi khớp cử động và giảm khi được nghỉ ngơi mỗi khi thời tiết thay đổi đặc biệt là trời lạnh cơn đau sẽ trở nên nghiêm trọng hơn ngoài ra còn có biểu hiện cứng khớp mỗi sáng sau khi thức dậy nhưng sẽ trở lại bình thường sau vài phút vận động sụn và xương dưới sụn tổn thương càng nặng thì cảm giác đau nhức hoặc cứng khớp càng gia tăng và dai dẳng hơn làm hạn chế vận động biến dạng các khớp thậm chí có nguy cơ tàn phế hầu hết các khớp đều có thể bị thoái hóa nhưng phổ biến ở khớp gối khớp hắng cột sống thắt lưng cột sống cổ khớp bàn tay ngón tay bàn chân và gót chân viêm khớp dạng thấp ngoài thoái hóa khớp biểu hiện đau nhức xương khớp có thể là dấu hiệu của viêm khớp dạng thấp đây là bệnh khớp mãn tính có liên quan đến hệ thống miễn dịch của cơ thể nếu không được điều trị sớm kịp thời thì bệnh sẽ phá hủy sụn khớp và xương dưới sụn gây biến dạng khớp làm mất khả năng lao động gia tăng nguy cơ tàn phế thoái hóa khớp là căn bệnh phổ biến nhất với bệnh viêm khớp dạng thấp cơn đau thường xảy ra ở nhiều khớp nhỏ và mang tính đối xứng nhau như đau ở cả hai đầu gối hai ngón tay cùng vị trí ở cả hai bàn tay kèm theo đó là hiện tượng sưng nóng đỏ ngoài ra còn có biểu hiện cứng khớp khó cử động khớp vào mỗi sáng sau khi ngủ dậy và kéo dài hàng giờ đồng thời còn có các biểu hiện toàn thân như mệt mỏi, xanh sao, gầy sút, sốt. Bệnh vút người mắc bệnh vút cũng có biểu hiện đau nhức xương khớp vì đây là bệnh do rối loạn chuyển hóa purin trong cơ thể gây nên khi cơ thể dư thừa quá nhiều chất đạm. Bệnh thường gây đau nhức, kèm sưng, nóng, đỏ ở một hoặc nhiều khớp. Thường gặp là khớp ngón chân, cổ chân, gối, và khớp bàn tay. Cơn đau thường xuất hiện về đêm, cường độ đau tăng dần đến mức bệnh nhân không thể chịu đựng nổi, có thể kèm theo sốt cao, nhức đầu, mệt mỏi. Khi gút chuyển sang giai đoạn mãn tính, các khớp có thể bị biến dạng vĩnh viễn, các khối u mọc lên ở quanh khớp, vành tai, dưới da, xương trên bàn tay, bàn chân, loãng xương ở người bị loãng xương. Có thể có biểu hiện đau nhức xương khớp và được mô tả là đau ở trong xương. Đây là biểu hiện không đặc trưng nên thường bị bỏ qua, làm cho bệnh ngày càng nặng và hậu quả là xương yếu dần, rất dễ bị gãy. Vì vậy, nếu khi có biểu hiện đau nhức tại các đầu xương hay đau mỏi dọc theo các xương dài như cột sống thắt lưng, đùi, đau như châm chích toàn thân và tăng về đêm thì đó là dấu hiệu báo hiệu tình trạng loãng xương. Mặt khác, loãng xương còn có dấu hiệu giảm dần chiều cao của cơ thể kèm với cảm giác đau vùng thắt lưng hoặc lan sang một hay hai bên mạn sườn. Có thể kèm theo co cứng các cơ dọc cột sống, run giật cơ khi thay đổi tư thế. Lao xương khớp Lao xương khớp là bệnh do vi trùng lao gây ra. Khi các khớp xương càng lớn, chịu dựng sức nặng càng nhiều thì nguy cơ mắc lao càng cao. Phổ biến là khớp háng, cột sống và khớp gối. Các khớp bị vi trùng lao tấn công thường bị đau nhẹ hoặc vừa phải và sưng to nhưng không nóng, không đỏ, làm cho các hoạt động gặp nhiều khó khăn chẳng hạn nếu lao khớp háng thì không có ruội được chân lao cột sống thì không cúi gập không ngửa được lâu dần có thể gây teo cơ liệt lời khuyên của thầy thuốc khi có biểu hiện đau nhức xương khớp và diễn ra thường xuyên người bệnh nên sớm đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được khám tìm chính xác nguyên nhân để được điều chị kịp thời không nên chủ quan cho rằng xương khớp đau nhức là do lao động quá sức do thời tiết thay đổi do bệnh của người cao tuổi nên không chịu khám bệnh nguy hiểm hơn là người bệnh tự mua thuốc điều trị vì chẳng những không hết bệnh mà còn có thể bị bệnh về dạ dày gan mật do tác dụng phụ của thuốc giảm đau và làm cho bệnh xương khớp ngày càng nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe gia tăng nguy cơ tàn phế bác sĩ hồ văn cương nội dung bài viết đến đây là kết thúc mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế để theo dõi thêm những audio tiếp theo hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích chúc bạn luôn mạnh khỏe